sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra, em bé ra nha. Ông này ông khóc trước con. Hả? Ông khóc rất là lớn, ông khóc lớn ác tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu ủa sao khóc hoài vậy em, sao ba khóc hoài vậy? Thì ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai sai, mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh đi, em bình tĩnh, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip, cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên cũng trải qua cảm giác đó, và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn trẻ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Chào con. Thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân, năm nay con 30 tuổi, con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung nghề với chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có ba tuổi. Ba tuổi dạ. À như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây đó. Thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin, kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi, ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ mũi cao. Đó thì là con lên con mới nhắn vậy, thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn nhưng... con sao? À vâng. Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, lúc con không quen ai hết á, thì cũng lên trên Tinder lướt lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bồ gì hết, thôi đi đại cho nó vui, thì cũng hẹn gặp anh này, thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó một tiếng á là hai đứa có video call với nhau, thì lúc đó là vợ con mới đi làm về, thì thứ nhất là tóc nó rất là bết, mặt thì da bóng dầu tùm lum hết, trời ơi sao mà già quá vậy, nhìn giống như 30 mấy, tại vì trên đó là nó có ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích, tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2-3 tuổi đó. Thì lúc mà trời sao kỳ đúng vậy rồi. Ta thì lúc đó là con tính quay xe rồi, con không có tính gặp, nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Đó kiểu vậy, thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi nói là anh ơi em có thêm 2 đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy, ủa kỳ vậy, này đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm 2 đứa bạn nữa. Trời ơi sao trời. Giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Đó là con muốn quay lại nữa rồi. Nhưng mà thôi lỡ hai lần tính quay đúng xe rồi, hai lần tính quay xe thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe hai một cặp hai vợ chồng với một đứa dạ, con theo rồi. Thôi tại nhìn có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn 2 cô bạn. Nhưng mà lúc đầu thì kêu là dẫn theo 2 đứa bạn. Dạ thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu kiểu như vậy. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tôi rồi. Tại sao vậy, nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình á là ông để tóc màu nâu. Cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững. Ra ngoài con nói gặp thằng trẻ trâu nè. Cái tóc vàng khè không biết vàng hay là màu bạc, nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách. Nó dùng người ta rách một cái đường mỏng lên cái đùi thôi, rách tét luôn cái đùi luôn. Quá ngon. Ủa quá tại ngon. Sao vậy? Tại sao không mặc đồ đẹp để mà gặp người ấy mà tại sao lại mặc một cái bộ đồ mà rách rưới te tua như vậy? Đúng rồi, với trẻ nó hay mặc cái quần mà tét tét mà kiểu rách khúc vậy nè. Đó cách đây 2-3 năm trước á. Tôi đi chơi hồi theo xong nói chuyện xong mới thấy là người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời. Lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Ủa? Kỳ vậy? Xác định luôn, đi chơi tầm mấy ngày thôi. Còn Thịnh thì sao? Dạ thì nói chung con cũng ngạc nhiên, tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm make up nhìn rất là khác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây dạ, giống như vậy không? Xinh má như vậy không? Có. Cho nên là lúc con đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Dạ, lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm cả một tuần sau là thấy ok hơn. Con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm 2-3 lỗ rồi này đó. Cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó. Em cũng không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa. Cũng không thích đeo bông tai thì ổng sửa ngay. Góp ý liền là ổng sửa ngay. Có nhậu xỉn không, có đi nhậu không? Dạ, có chứ. Bao lâu thì mới đi cái nhậu là phải có chứ, quyết định chứ. Xỉn như rồi thì chuyện gì xảy ra? Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Quan trọng Tường Vân có ok không?
con ok luôn, con ok luôn. Rồi vô trong đó là cái gì đến cũng đến đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nụ hôn đầu tiên cũng ở trong đó. Dạ không, nụ hôn đầu tiên là ở quán cà phê. Ta đi, em nghĩ sao mà cái thần tốc mà nó quật nhau từ ở trên Tinder rồi mà làm sao mà đi cà phê mà ngồi yên được, em sao vậy? Nhưng mà nói sao mà nó hôn được hay vậy? Tự nhiên ông nhìn qua bên cái đường kêu cái tức là con hai chồng đang uống quán cà phê bên này thì đối diện có một cái trường. Anh Diễm kêu nhìn bển em, nhìn bển đi. Nó ủa nhìn bển có gì đâu anh? Nhìn. Con cũng nhìn nhiệt tình. Cái rồi ông hôn má con cái. Cái con đó rồi hôn xong rồi cuộc nhìn bển có gì? Hỏi có gì? Ông đâu có gì đâu, anh hôn em vậy thôi đó. Đó là hồi đó là hôn đầu tiên đó, nụ hôn đầu tiên đó. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Dạ. Thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cũng chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ nói vậy đó, cứ giờ hỏi là giờ anh với em sao thì con trả lời là thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á thì cũng kêu anh không yêu em hả? Không yêu quen chứ. Ông vậy đó, ông không bao giờ ông ít lắm khi nào ông nói là yêu thương mình lắm. Kiểu như ông thể hiện nhiều hơn là ông nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích hơn là cái cách ông nói. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai đứa có những cái trục trặc gì không? Tụi con chỉ có cãi nhau về vấn đề đạo, tôn giáo. Tại vì ông này thì đạo Phật, còn con thì đạo Thiên Chúa. Bà này á, lúc đầu là bà muốn con theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì con nhất quyết là không, con chỉ có thờ Phật thôi. Bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn vậy thì đạo ai đạo ai nấy thờ. Bây giờ là bình thường mà. Quá hay. Mà cái lần giận lâu nhất của tụi con là bao lâu? Dạ tầm 1 tuần 2 tuần gì đó. Trời em tưởng trong mấy năm thôi. Ôi giận 1 tuần 2 tuần. Xong rồi đứa nào làm quê trước? Dạ con thì cái bữa đó là đêm 30 Tết, vợ con á muốn là sau này con của hai đứa con á thì sẽ theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì nói là thôi con nít mà nó biết gì đâu, lỡ sau này ví dụ nó thích đi chùa hay sao, hoặc là nó thích đi theo đạo đi nhà thờ thì sao, mình làm vậy thì mình ép nó rồi. Thì thôi kệ nó, cho nó lớn lên nó thích theo đạo này thì theo. Thì vợ con không chịu thì lúc đó mới chia tay khoảng tầm 2-3 tuần gì đó. Thì đó là đêm 30 thì con mới gọi điện thoại, tại vì vợ con lúc mà quen nó là em muốn năm nay là anh sẽ dẫn em đi coi bắn pháo bông đó. Thì đáng lẽ là chia tay rồi con cũng không có muốn gọi hay là liên lạc gì hết, tại lúc đó con nghĩ là cắt đứt luôn rồi. Nhưng mà đêm đó bữa đó làm sao con tự nhiên con gọi mà con nhá thôi, thật sự là con không muốn gặp, lúc đó con không muốn gặp mà con nhá vậy thôi. Về bà này bà gọi lại đó thì bà kêu là anh có nhớ cái lời hứa của anh không. Ok giờ mình đàn ông mình hứa thì mình làm. Là nói vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đêm đó tự nhiên chở đi này nọ xong bà kêu rồi giờ sao muốn yêu lại không? Dạ rồi thì yêu lại. Nó cứ bực chặt. Tính của con đó giờ là con không có kiểu là mà con mà đã chia tay hoặc con giận không bao giờ con lưu số hoặc là con nói chuyện thế lần thứ hai không bao giờ con chủ động con gọi. Nhưng mà không hiểu mới sao con vẫn lưu số ông này. Ông nhá thì con nói thấy tên Thịnh thôi. Chắc nhớ mình đây, nhớ rồi. Cái là ủa sao không gọi trời nhá vậy? Quê mà, quê. Con đợt con gọi lại nó ủa tự nhiên nhá vậy, gọi làm gì? Thì nhá chơi gì đó, nhá vui thử máy rồi. Nó đâu ai rảnh thử máy đâu. Về cái con mới đá luôn cái vấn đề là chắc là có nhớ cái vụ đó không để dẫn đi. Sau đó thì em nói nhớ đi vậy đó. Đó rồi sau đêm đó là bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch. Tụi con ký kết hôn trước và hiện tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi. Có thì có. Đó thì con thả luôn, ai về Vinh luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi. Lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm đến 1 tháng thôi, con nói chắc bảo bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm ra có thể là bị ung thư. Thì con mới nói với ông là thôi chắc là em với anh chia tay đi. Chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm? Thì ông nói anh chăm. Thì cái trong khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ông phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ông sẽ vệ sinh rồi ông tắm rửa ông này kia ông lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng thì rồi à, trời cái đó là quá ơi. Đủ chứ không phải là đủ vừa nữa. Còn hơn sự. 1,000 rồi, 1 vạn rồi, tỏ tình 1 vạn rồi. Không cần nói gì nữa. Hả con? Dạ. Dạ. À, tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ. Thật sự thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mình có con. Con vui hơn là
Trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện. Giống như là lúc mà con sinh thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, mình hơi hơi rưng rưng thôi, mình chưa có khóc. Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha. Ông này ông khóc chưa con. Và ông khóc rất là lớn. Ông khóc lớn ác tiếng con với em bé con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu, ủa sao khóc hoài vậy em? Ba khóc hoài vậy? Cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai sai. Mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên cũng trải qua cảm giác đó. Và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều. Những cái chuyện linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái. Nó con nghe tiếng nó khóc lên cái tự nhiên cảm xúc nó đỏ hòa lên, nó khóc luôn. Như một phần nữa là thương vợ nó, đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa biết có con á, lúc đó tụi con sao? Con thử cái que con nói thấy sai sai rồi. Bình thường mình tới tháng mình nói sao chưa tới ta, nghĩ chắc nó trễ thôi, mình căng thẳng quá nó trễ. Thử đại thì chúng con nó chết rồi, sai. Con gặp ông này, con mới đưa cho ông hai dạch, ông cúng ông đầu. Hơi sai nha em. Bác sĩ nói nhẹ để coi hơi sai á, có phải không, có phải đúng vậy không? Uống phải vậy chứ của ai? Uống phải vậy chứ của ai? Ông không nói anh, không nói phải là của anh. Nhưng mà ý là sao bác sĩ nói vậy nó khó. Tại vì con mới mổ sau tầm 1 năm là mới có em bé. Đến phần kia đi, đúng phần rồi. Kia đi. Dạ. Anh ấy trẻ tuổi hơn mình. Dạ. Đúng không? Dạ. Chắc chắn là về ở với nhau chắc là rồi rất là nhiều tật xấu, đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi nhiều, đừng hỏi lầm dùm, hỏi một lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nó, mình rất là dễ bực mình mà ổng cứ yêu anh không, yêu anh không. Cứ vậy hoài, từ sáng tới chiều mà ngày nào con cũng phải chửi. Nó em mệt anh quá. Em mà mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì vợ chồng con hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết đó, kiểu vậy. Giống như là con nhây quá cũng chửi, hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Liếc cái thành nó quen mà một ngày bà im một cái nói ủa sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi đó. Kiểu đại loại cho nên là phải chọc lên cho bà chửi. Giống tôi vậy đó. Hồi đó tôi chưa có con á, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ không ngon á. Rất khoái được rồi. Sao nữa nè, tiếp tục còn tật xấu gì nữa? Thứ hai, ông chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tủ xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy mà đi đâu là xịt. Tụi nó con dị ứng với mùi nước hoa quá, xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó mà nói hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì chừng. Hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cái thứ ba là ông cọc. Ông đang cười đó mà nói gì không hài lòng lắm đâu. Ông không hét lên, ông không lớn tiếng, nhưng mà ông sẽ gần cái giọng xuống. Vậy em muốn làm sao? Con à, con có một cái chìa khóa vàng rồi, con sử dụng cái chìa khóa đó đi. Dạ. Chồng con là vừa thích có con mà vừa thích có con gái nữa. Dạ. Cho nên là bé cứ càng lớn rồi thì chồng con sẽ càng thay đổi những cái mà con mong muốn chắc chắn vậy luôn á. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì mà chi quá nhiều tiền thì là mặt bả nụ liền. Đó, kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ, còn bà này không. Trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó, kiểu vậy, bà rất mê tiền. Mỗi ngày có đếm tiền rồi là lâu lâu cái lấy vàng ra đếm. Dạ đếm hoài luôn ngày nào. Dạ đúng rồi. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bà là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó, thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bà là không, mấy trăm. No. Anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bà là giống như là bạn thân của chợ gì đó. Chợ Hạnh Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hạnh Thông Tây ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á cũng nói, trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày không có chị, không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bà mặc nữa.
Đó, tại vì bà không có chăm chút mấy cái đó. Rồi sao, có nhịn ăn, nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm. Không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi thoải mái, là... thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặc nụ. Còn rồi. Gì nữa không? Nói chung vợ con cứng đầu đó, nói cái gì thì phải cãi trước. Làm thì vẫn làm nhưng mà cãi trước cái đã. Xong rồi phải giải thích. Tối chuẩn bị đi ngủ nhiều khi 11, 12 giờ là tự nhiên nhớ đây nó cằn nhằn tới 2, 3 giờ sáng luôn. Phụ nữ người ta cằn nhằn là chuyện bình thường. Nhưng mà có cằn nhằn thì cằn nhằn cái giờ nào đó. Đúng giờ đúng giấc. Đúng rồi, đúng giờ đúng giấc đi. Rồi cái chuyện cằn nhằn thì cô nghĩ là nên thay đổi. Yeah. Cái đó dễ mà điều tiết lại thôi. Còn con á, biết sao không? Bữa nào á, con phụ nữ á, nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi. Nhưng mà giờ con bồi thêm. Nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cú. Hồi bữa nay làm luôn đi chị. Hiểu không? Ừ, làm luôn hả? Làm luôn đi chị. Thể hiện với vợ, muốn dạ. dành cho vợ một cái sự bất ngờ. À, thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều. Đó. Thì nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều. Nên là những cái thật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất. Thì anh sẽ cố gắng. Thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con. Em phải cảm ơn anh đã là chồng của em, là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em, như thế thôi. Trời ơi. Ôm một cái, trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Anh chỉ chúc cho hai em nha. Dạ. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường nữa thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ở ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì cũng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Ồ, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang nhau đó. Lạ, mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng hướng, sao Quốc Thanh nó khác mà Quốc Thuận nó khác ha? Nó ngoài vậy? Thiệt, chị thấy khác thiệt. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. À, anh họ Tô hả? À. Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Làm ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Dạ. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soàn đó. Võ Thị Ruby. Dạ em năm nay 35 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc á. Bây giờ hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi á, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi biết. Chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Trời ơi. Rồi vậy giờ nói luôn, đúng không? Nó bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô gái này? Lý do hai đứa nè gặp nhau. Dạ. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước,
thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn này nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay ra mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. À, lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đấy hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học Soàn dễ thương hơn á. Soàn em sao Soàn? Gió thì học Soàn á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai bên luôn á. Có hai bông hồng kế bên. Anh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thơ như thế, thơ rằng như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói, đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong nói cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói cũng được. Nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nghe, cái từ cũng được nghe. Được nha, đúng không? À. Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi lúc đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàn hay là Hột Xoàn tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn cái ít hơn á. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó. Nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Bởi vì chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn đó. Đó là trò chuyện nhiều hơn, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc cái MV đó đúng không? Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình thì sao về sệt. Đúng không? Rồi bây giờ sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, lại cả tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình phải nói là đã lắm, sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia. Thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao xuyên Phúc biết bộ? Không Phúc? Phúc biết không? Vậy nè, thường á, diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông mà đẹp trai nọ thì giống như là
chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Ừ. Để chị có cái gọi là cái cảm xúc. Cảm xúc. Ừ. Thì Kim Cương thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. À, có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này cô hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. À, đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. À, mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên, nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại đúng rất là rồi, ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể. Phúc dạ, là thần tượng cô biết bao nhiêu cô gái rồi. Dạ. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần tượng của Cương tôi không? Kim Cương hoặc là Soàng. Kim Cương chứ đừng có Cương không? Đó, à, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. À. Kim, Kim Cương hoặc là Soàng, bé Soàng. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ nghe. Dạ thì lúc đó em cũng thích nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu phải nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá là của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho rồi. Nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không, lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Đó. Rồi tối về rồi cũng đâu có ngủ được. Cũng đâu ngủ vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Đúng một ngày một. Ừ. Nhưng mà chị nào đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phương Linh. Phương Linh có mà. Và cuối cùng là ai nhắn cho ai? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn hết á. Nhắn tới tóc rồi. Tại vì cái đó phải quay tới mấy ngày lận. Đó, cái Tuấn với Vân riết vậy đó. Rồi. Vậy đó, cho nên cái cảm giác nó lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Dạ cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi sao đó, cũng cỡ tụi tôi quay cái đó 3 ngày thì có thể thứ tư tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn được một ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Thôi mắc cỡ đừng kể nữa. À, kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hay chồng mắc cỡ rồi giờ cuối cùng sao đây ai kể. Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau chuyện về những cái gì. Đó. Yeah. Đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò vậy. Sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ đã lắm coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Cái ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, Thuận hỏi không? Ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi. Tức là đi ăn. Mà đi ăn rồi, xong rồi sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn gần một tháng
Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau. Rồi em còn lấy buồn quá, không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn, mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được một tuần rồi cũng thấy nhớ, bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại là người yêu mà, không đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó, thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó, sau một tháng không gặp mà chỉ trời, có nhắn tin. Trời, nó rần rần, nó drama lắm đúng không? Drama lắm đúng không? Có nhào tới ôm đi. Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà, em nói về ai? Sao em mà em với ai? Yêu thầm tiếng Nga biết không? Yeah. Em biết tiếng Nga mình. Dạ biết, dạ biết, dạ biết. Yêu thầm một thời gian rất lâu luôn. Sau này biết tiếng Nga nó khùng khùng mới hết yêu. Quốc cường tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó. Bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn đó đúng không? Dạ. Hồi đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi là... một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là cưới nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là hai trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đẹp. Đúng dạ. Không? Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Dạ, chứ còn mình biết cái ngành của Phúc đó. Với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gổ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một đó. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc đó, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy, từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác ấy mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá.